bộ phim Đừng Làm Mẹ Cáu đang thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Trong những tập gần đây, nữ chính Hạnh do Quỳnh Côn đóng liên tục thể hiện tài năng ở công ty khiến ai nấy ngạc nhiên. Đầu tiên, cô giúp sửa một chiếc váy của khách hàng bị hỏng. Tiếp đó, Hạnh lại còn thuyết trình bằng tiếng Anh trong buổi gặp đối tác, cứu cả phòng một bàn thua trông thấy. Hay như tập mới nhất, Hạnh còn gánh team khi tự nhận may búp bê mô hình, giúp công ty đỡ mất mặt trước đối tác. Các tình tiết phim rất hấp dẫn, nhưng không ít khán giả bày tỏ sự tiếc nuối vì phim chỉ đề cập đến kết quả chứ không có quá trình. Người xem chờ đợi được xem cảnh Hạnh trổ tài bắn tiếng Anh trước đối tác nhưng phim không hề có mà chỉ quay cảnh cuộc họp thành công tốt đẹp. Hay tình tiết chiếc váy bị hỏng, may vá búp bê cũng không được lên hình mà chỉ có phân đoạn kết quả sau khi Hạnh sửa váy xong, may búp bê xong. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.